Chào toàn thể anh em nhé. Em mới về được một lô hàng cuối năm để phục vụ anh em chơi xuân năm 2024. Đó, và trong cái lô hàng hơn 30 mẫu khác nhau này thì em thấy có một cái mẫu mà xứng đáng để anh em chơi trong năm 2024 này nhất, đó là phiên bản Hornet ốp da này. Đó, phiên bản này thì nó được mang cái cơ chế đánh lửa bán tự động này. Đó, người ta có câu là đầu năm cuối năm mua lửa này may và tránh vận đen. Thì em nghĩ là trong cái dịp cuối năm hoặc đầu năm này anh em nên mua bật lửa để tránh cái vận xui cũng như là mang lại sự may mắn nhé. Bởi vì lửa là một trong những cái nguyên tố thắp sáng đầu tiên của con người trong màn đêm. Đó, phiên bản này thì sử dụng xăng đá anh em nhé. Bên ngoài này thì nó được mang một cái lớp hợp kim đồng. Hợp kim anh em nhé, không phải là đồng nguyên khối, nó là hợp kim đồng. Và được ốp da. Đấy, ốp da rất là sang trọng này, anh em thấy không? Cầm trên tay cực kỳ là sang trọng, nó sử dụng xăng đá, anh em bơm xăng thay đá ở dưới này. Đánh lửa bán tự động, anh em kéo cần gạt là lửa sẽ tự động lên này. Đó, hệ thống chụp bớt này, anh em thấy chưa? Đó, về thì cái lô hàng này em về được hơn 20 chiếc này. Và đây là một trong 30 mẫu máy bên em mới về. Anh nào quan tâm những cái hàng mới thì có thể nhắn tin qua cho em. Hơn 30 mẫu mới về phục vụ anh em chơi xuân. Đó, nếu may và xua đuổi vận đen cuối năm. Đó anh em nhé. Dịp 2024 mà cầm em này đi chúc Tết thì khỏi phải bàn rồi đúng không anh em? À, đặc biệt là cái phiên bản này giá thì cực kỳ là hạt rẻ luôn anh em nhé. Chỉ với bao nhiêu? 300.000 miễn phí ship vào hàng, em đã thể sở hữu ngay một phiên bản như này. Có hộp đựng nhá, anh em mua để tặng quà Tết cũng rất là ok, có hộp đựng. Đó em nhé, cầm thì nặng hơn Zippo. Đó, đầm tay hơn Zippo và Zoro. Anh em nhé, đấy. Ở đây thì lửa nó vẫn đang lên này. Ở ngoài này nắng nó hơi chói vào cho nên nhìn hơi khó anh em nhé. Đánh lửa bán tự động nhá. Anh em nào quan tâm thì nhắn tin qua cho em. Giá là bao nhiêu? 300.000, em xin nhắc lại lần cuối, và miễn phí ship vào hàng. Em nhé.